Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, bước chân đến Qatar, tuyển Argentina được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, trong trận đấu đầu tiên ở World Cup 2022, đội bóng xứ sở Tango đã khiến đông đảo người hâm mộ phải thất vọng tràn trề khi thua sốc với tỷ số 1-2 trước Ả Rập Xê Út. Giống như đội tuyển Italy, Argentina cũng có nhiều lần khởi đầu khá thất vọng tại các kỳ World Cup, nhưng cũng không ít lần, càng vào sâu trong giải, họ càng đáng sợ. Thói quen khởi đầu thất vọng tại các kỳ World Cup của Argentina. Ở Argentina, số người gốc Italia không ít và số cầu thủ Argentina có gốc gác Italia cũng không hiếm. Thế nên đội tuyển Argentina và đội tuyển Italia cũng có một vài điểm tương đồng. Một trong số đó là họ thỉnh thoảng khởi đầu khá chậm tại các kỳ World Cup, nhưng sau đó Argentina vẫn có khả năng gượng dậy và thể hiện bộ mặt khác hẳn. Lần Argentina khởi đầu chậm nhất tại World Cup năm 1990 tại Italia, đội bóng của Diego Maradona khi đó thậm chí còn thua Cameroon ngay trận ra quân. Năm đó, Cameroon mới lần đầu dự vòng chung kết World Cup, có nghĩa là về lý thuyết đội bóng châu Phi còn kém Saudi Arabia hiện nay về mặt kinh nghiệm. Nhưng sau trận thua Cameroon, Argentina thi đấu tốt hơn, họ lần lượt thắng Liên Xô 2-0 và hòa Romania 1-1 vượt qua vòng bảng. Trên đi sống lại, Diego Maradona và các đồng đội từ từ tiến đến trận chung kết sau khi lần lượt thắng Brazil 1-0 vòng 1/8, thắng Nam Tư bằng sút luân lưu tứ kết và thắng Italia bằng sút luân lưu bán kết, chỉ thua Đức 0-1 trong trận chung kết. Năm 1978, trên sân nhà, Argentina cũng suýt bị loại ở vòng đấu bảng thứ hai, năm đó World Cup có hai giai đoạn đấu bảng. Chỉ nhờ trận thắng đầy nghi vấn 6-0 trước Peru ở loạt trận cuối cùng vòng bảng thứ hai, Argentina mới vượt qua Brazil bằng chỉ số phụ để vào vòng knockout. Trước đó, ở vòng đấu bảng đầu tiên, Argentina với tư cách ứng cử viên số 1 cho ngôi vương cũng chỉ khởi đầu bằng chiến thắng sát nút 2-1 trước Hungary lúc này đã suy yếu đáng kể, khiến cổ động viên Argentina chỉ trích đội nhà không tiếc lời. Ấy vậy mà năm đó, đội bóng xứ sở Tango giành ngôi vô địch, lần đầu tiên họ đăng quang tại World Cup. Ở các kỳ World Cup năm 1974 và 1982, Argentina cũng khởi đầu không tốt. Năm 1974, họ thua Ba Lan 2-3 trong ngày ra quân, nhưng sau đó hòa Italia 1-1 và thắng Haiti 4-1 để vượt qua vòng bảng thứ nhất. Đến World Cup năm 1982, điều tương tự xảy ra. Argentina thua Bỉ 0-1 trong ngày ra quân, sau đó thắng Hungary 4-1 và thắng El Salvador 2-0 để qua vòng bảng thứ nhất. Ở hai kỳ giải vừa nêu, Argentina không quá mạnh nên họ không đi quá xa. Nhưng chuyện đội bóng xứ sở Tango thua trong ngày đầu tiên của mình tại World Cup không phải chuyện hiếm, vì họ khởi đầu tệ nhưng vẫn đi tiếp càng không hiếm. Ngay ở kỳ World Cup gần nhất cách đây 4 năm ở Nga, Argentina cũng khởi đầu tệ, hòa Iceland 0-0 và thua Croatia 0-3, nhưng trận cuối vẫn kịp thắng Nigeria 2-1 rồi vượt qua vòng bảng. Ngược lại, ở World Cup 2002, kỳ giải mà Argentina được kỳ vọng rất lớn, họ khởi đầu như mơ, thắng Nigeria 1-0 bằng pha lập công của chân sút khét tiếng một thời Gabriel Batistuta, nhưng lại bị loại sớm vì các trận tiếp theo bị đối thủ bắt bài, thua Anh 0-1, hòa Thụy Điển 1-1. Dĩ nhiên, khởi đầu tốt luôn đỡ hồi hộp hơn nhiều so với khởi đầu tệ. Và cũng đương nhiên, khán giả toàn cầu kỳ vọng nhiều hơn nơi Messi và các đồng đội. Dù vậy, nhìn vào quá khứ và dựa vào chính thực lực của Argentina hiện tại, họ vẫn còn nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng, dù mới vừa thua Saudi Arabia. Lionel Messi đi vào lịch sử trong ngày Argentina thua sốc. Bình luận về trận thua trước Saudi Arabia, Messi tỏ ra vô cùng thất vọng. Thủ quân của đội tuyển Argentina cho biết, không có lời bào chữa gì cho thất bại hôm nay. Trận thua này là đòn nặng nề đánh vào tâm lý của toàn đội. Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa trải qua cảm giác thua trận. Rõ ràng không ai muốn khởi đầu World Cup theo cách như vậy. Chúng tôi biết Saudi Arabia là đối thủ tốt. Chúng tôi đã không có trận đấu hiệu quả. Toàn đội đã thi đấu quá vội vàng. Argentina đã không thể tìm được những khoảng trống để chơi bóng và gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Đây là lúc mà đội tuyển Argentina cần phải đoàn kết hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã thể hiện sức mạnh trong chặng đường dài. Dù sao, kết quả không tốt đã xảy ra, toàn đội cần hướng về phía trước. Trong khi đó, huấn luyện viên Scaloni cũng khích lệ tinh thần của toàn đội. Không có lựa chọn nào khác ngoài đứng dậy bước tiếp. Chúng ta không cần phân tích quá nhiều. Hôm nay là một ngày buồn, nhưng chúng ta phải ngẩng cao đầu và tiếp tục tiến bước. Chúng tôi hiểu Saudi Arabia thi đấu như thế nào. Toàn đội đã lường trước được đối thủ sẽ thi đấu phòng ngự. Các lỗi việt vị bị bắt quá chặt, chính xác tới từng mm. Tôi nghĩ hiệp 1 là của chúng tôi, nhưng một bàn thắng không thể thay đổi trận đấu. Chúng tôi cần có thời gian để phân tích những bàn thắng của Saudi Arabia. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, tôi nghĩ Argentina vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch. Chúng tôi cần phải cải thiện những khía cạnh chưa tốt. Bóng đá là vậy, chúng tôi buộc phải đứng dậy.
Điều trớ trêu là trong ngày buồn của đội tuyển Argentina, Messi lại xác lập hàng loạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Theo đó, với việc ra sân trong trận đấu với Saudi Arabia, El Pulga đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Argentina góp mặt ở 5 vòng chung kết World Cup. Trước đó, siêu sao số 10 đã chia sẻ kỷ lục này với Diego Maradona và Javier Mascherano cùng 4 lần. Bên cạnh đó, tiền đạo sinh năm 1987 cũng trở thành cầu thủ thứ 5 ghi bàn trong 4 vòng chung kết World Cup khác nhau. Trước đó, anh có 1 bàn ở World Cup 2006, 4 bàn ở World Cup 2014 và 1 bàn ở World Cup 2018. Chia sẻ kỷ lục này với El Pulga gồm 4 cầu thủ khác là Pele, Yusuf Sealer, Miroslav Klose và Cristiano Ronaldo. Trong đó, CR7 sẽ độc chiếm kỷ lục này nếu lập công ở World Cup 2022. Chưa hết, Messi còn giữ kỷ lục khi trở thành cầu thủ có khoảng cách xa nhất với bàn thắng đầu tiên ở vòng chung kết World Cup 16 năm. Pha lập công đầu tiên của siêu sao người Argentina ở World Cup là trận gặp Serbia vào tháng 6 năm 2006. Trong khi đó, Argentina lần đầu tiên để thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong trận mở màn World Cup kể từ năm 1974. Ở World Cup năm 1974, đội bóng xứ Tango đã đẩy thua với tỷ số 2-3 trước Ba Lan trong trận đấu đầu tiên. Chưa dừng ở đó, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Argentina để thua trên Saudi Arabia. Trước đó, hai đội đã gặp nhau 4 trận và La Albiceleste đã thắng 2, hòa 2. Thất bại trên Saudi Arabia khiến tham vọng giành ngôi đầu bảng C của Argentina bị đe dọa. Sau lượt mở màn, Argentina đứng bét bảng, chưa có điểm nào. Ba Lan, Mexico xếp phía trên với cùng 1 điểm, còn Saudi Arabia sở hữu 3 điểm đứng đầu bảng. May mắn mỉm cười với Messi cùng đồng đội khi tối 22 tháng 11, Ba Lan có trận hòa không đều trước Mexico. Kết quả này giúp Argentina chưa bị các đối thủ bỏ cách quá xa. Khi đó, họ đứng trước vài trường hợp. Thứ nhất, nếu đại diện Nam Mỹ giành chiến thắng cả hai trận còn lại của vòng bảng 6 điểm, họ sẽ tự quyết định số phận của mình và nắm chắc một trong hai tấm vé vào vòng 16 đội World Cup 2022. Tuy nhiên, ngôi đầu bảng không phải thứ họ có thể quyết định. Thứ hai, Argentina chỉ giành 4 điểm, một trận thắng, một trận hòa. Khi đó họ vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp, nhưng nhiều khả năng phải đua chỉ số phụ. Điều lệ World Cup quy định khi hai đội bằng điểm nhau, hiệu số bàn thắng bại là yếu tố xem xét kế tiếp, nên nhiệm vụ của Messi và đồng đội là phải ghi thật nhiều bàn thắng. Trường hợp thứ ba, Argentina chỉ giành 3 điểm. Họ coi như bị loại, trừ khi có những diễn biến cực kỳ đặc biệt tại bảng C. Ở cả 5 kỳ World Cup gần nhất, không đội nào sở hữu 3 điểm mà qua được vòng bảng. Lần gần nhất kỳ tích xuất hiện là khi Chile đi tiếp với 3 trận hòa trên đất Pháp năm 1998. Bởi vậy, nếu muốn tự quyết số phận của mình, Argentina phải chắc thắng cả 2 trận còn lại. Đó không hề là một nhiệm vụ dễ dàng. Thứ nhất, bởi đối thủ là hai cái tên khó chịu Mexico, Ba Lan. Thứ hai, bởi áp lực phải thắng sẽ khiến Argentina khó chơi, đồng thời mở ra các lựa chọn chiến thuật chủ động cho đối thủ của họ. Tại World Cup 2018 trên đất Nga, Argentina cũng từng lách qua cửa tử để vào vòng 16 đội với 4 điểm sau vòng bảng. Albiceleste hòa một đều Iceland ở trận mở màn, sau đó nhận thất bại 0-3 trước Á quân Croatia và chỉ giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trước Nigeria. Cũng tại kỳ World Cup trên đất Nga, tuyển Nhật Bản vượt qua vòng bảng với 4 điểm, bằng với Senegal, nhưng hơn chỉ số fair play, 4 thẻ vàng so với 6 thẻ vàng. Tại World Cup 2014, có đến 4 đội vượt qua vòng bảng khi giành được 4 điểm là Hy Lạp, Nigeria, Mỹ và Algeria. Tương tự, tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi cũng có 4 đội tuyển lọt vào vòng 16 đội là Mexico, Hàn Quốc, Ghana, Slovakia. Thậm chí World Cup năm 1998 tại Pháp, đội tuyển Chile còn vượt qua vòng bảng vỏn vẹn 3 điểm, 3 trận hòa. Ở lượt trận tiếp theo ngày 26 tháng 11, Argentina sẽ chạm trán thử thách khó khăn mang tên Mexico, trong khi Saudi Arabia gặp Ba Lan. Argentina đã có một trận đấu ra quân có thể xem là tệ hại khi thất thủ với tỷ số 1-2 trước đối thủ dưới cơ rất nhiều là Ả Rập Xê Út. Tất nhiên, việc trắng tay trận này không phải là dấu chấm hết với Argentina. Thế nhưng để tiến xa và thậm chí là mơ vô địch thì sự thay đổi là thứ phải bắt buộc. Lionel Messi và các đồng đội sẽ hóa giải bài toán khó này như thế nào? Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại!